Bắt đầu từ cuối những năm 1950, không gian đã trở thành đấu trường kịch tính cho cuộc cạnh tranh kinh tế và chính trị giữa Mỹ và Liên Xô. Và khoảnh khắc nhà du hành Alexei Leonov thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên năm 1965 trở thành một dấu ấn rực rỡ trong lịch sử nhân loại. Sự kiện này cũng đánh dấu thành công vượt bậc của Liên Xô trong cuộc đua vũ trụ với Mỹ. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố xảy ra từng suýt biến chuyến đi này thành thảm kịch. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình Khoa học Vũ trụ trên FBNC. Trở lại những năm 60 của thế kỷ trước, Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Sau đó, với 6 lần thành công đưa con người lên không gian cùng tàu Vostok, Phương Đông giai đoạn 1961-1963, Liên Xô trở thành nước đi đầu trong cuộc đua vũ trụ, theo tạp chí Time. Tuy nhiên, nước này cũng gặp áp lực khi phải duy trì thành công trước đó trong các chương trình vũ trụ tiếp theo. Do đó, họ đã lên kế hoạch sửa lại tàu Vostok thành tàu Vostok, nghĩa là bình minh trong tiếng Nga. Tàu Vostok được điều chỉnh thiết kế từ một chỗ ngồi thành ba ghế ngồi, thân tàu chật hẹp đến nỗi các phi hành gia phải tuân theo chế độ ăn kiêng ngặt nghèo để ngồi vừa chỗ. Các kỹ sư cũng cân nhắc mọi cách để tiết kiệm trọng lượng và không gian bên trong tàu, do đó cơ chế ghế an toàn tự phóng cũng bị gỡ bỏ. Đồng nghĩa với việc nếu có trục trặc trong 2 phút rưỡi sau khi phóng tàu, các phi hành gia sẽ không thể thoát ra ngoài được. Tàu cũng gắn tên lửa đẩy A-7 lớn hơn để đưa con người tới điểm xa nhất trong không gian lúc đó. Chuyến bay đầu tiên của tàu Vostok vào tháng 10 năm 1964 diễn ra thành công. Tiếp theo đó là tàu Vostok 2 được hoàn thiện tại Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan và được phóng vào sáng ngày 18 tháng 3 năm 1965, lập kỷ lục về tốc độ và độ cao trong việc đưa con người lên vũ trụ. Trên tàu Vostok 2 lúc bấy giờ có 2 phi hành gia là Alexei Leonov và Pavel Polyayev và bước khỏi phi thuyền Vostok 2 đặt những bước chân đầu tiên ra khoảng không vũ trụ, lơ lửng trong không gian để chiêm ngưỡng trái đất từ độ cao 475 km, có lẽ là ước muốn duy nhất của các nhà du hành lúc bấy giờ. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng phi hành gia Alexei Leonov đã suýt phải tự vẫn trước tình huống khẩn cấp không thể trở lại phi thuyền. Phi thuyền cất cánh và khi tới quỹ đạo ở trong không gian, phi hành gia Pavel Polyayev bắt đầu bơm khí vào khoang điều áp trong 7 phút trước khi Alexei Leonov chui ra ngoài để thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của nhân loại. Chiếc camera do Leonov mang theo cho thấy ông có vẻ rất thoải mái khi thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử. Và về nguyên tắc, nhiệm vụ của Leonov cũng khá đơn giản. Ông phải gắn một chiếc máy ảnh vào cửa gió và ghi lại bước đi bên ngoài không gian của mình. Nhưng trên thực tế, những bước chân đầu tiên ngoài vũ trụ không thuận lợi đến vậy. Leonov đã tự đẩy người ra khỏi tàu vũ trụ và ngay lập tức lộn nhào trên không trung trước khi dừng lại nhờ sợi dây bảo hộ dài gần 5 mét. Vài phút sau khi ông phát hiện bộ đồ du hành phình lên bất thường trong môi trường chân không của vũ trụ, khiến ông không thể thực hiện hoặc thao tác với máy ảnh. Theo các nhà sử học Rex Holm và David Shaler, nhiệt độ cơ thể cốt lõi của Leonov đã tăng 35 độ trong vòng chưa đầy nửa giờ, đẩy cơ thể của ông sát bờ vực bị sốc nhiệt. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, Leonov cũng cho biết cơ thể ông ướt đẫm mồ hôi bên trong bộ đồ du hành. Đáng lưu ý là do chân không trong không gian, bộ đồ phi hành gia của ông không chỉ nở ra và cứng lại, mà giờ đây nó còn phình quá to để có thể đi qua cửa khóa khí rộng hơn 1,1 mét trở lại khoang điều áp chật hẹp trên tàu. Không thông báo về sự cố này với trung tâm điều khiển mặt đất và chỉ còn 5 phút trước khi con tàu đi vào vùng tối, Leonov quyết định từ xả bớt không khí trong bộ đồ bảo hộ để áp suất bên trong giảm một nửa, khiến nó đủ mỏng để chui qua cửa sập. Tuy nhiên, như chính Leonov sau này nhớ lại, ý tưởng đó tiềm ẩn một rủi ro rõ ràng là ông có thể không có đủ oxy để thở. Ngoài ra thì việc xả áp suất không khí khiến ông có thể hứng chịu hậu quả của việc giảm áp đột ngột, vấn đề sức khỏe mà các thợ lặn biển sâu và những người đi bộ ngoài không gian hiện đại vẫn luôn phải có kế hoạch chuẩn bị từ trước.
Dù vậy, biện pháp này đã phát huy hiệu quả và bộ đồ trở về kích cỡ ban đầu. Leonov quay vào khoang điều áp nhưng lại thò đầu vào trước, trong khi lẽ ra phải đưa phần chân vào trước. Do đó, ông phải chật vật tìm cách xoay người trong khoang điều áp chật hẹp. Nỗ lực này khiến cho nhiệt độ cơ thể của ông tăng lên gần chạm ngưỡng gây sốc nhiệt, và chuyến đi bộ ra ngoài không gian đầu tiên của con người chỉ kéo dài đúng 12 phút 9 giây. Tuy nhiên thì vấn đề của hai nhà phi hành gia này mới chỉ là bắt đầu, nguy hiểm vẫn chưa dừng lại. Khi Beryayev xả khí từ khoang điều áp, ông phát hiện cánh cửa không thể đóng kín hẳn. Hệ thống điều khiển tự động của con tàu cố gắng bù lại bằng cách tăng áp suất oxy trong khoang. Nồng độ oxy trong môi trường đậm đặc đến mức chỉ có một tia lửa cũng có thể gây ra vụ nổ lớn và khiến cho toàn bộ con tàu vũ trụ bốc hơi. May mắn thay, không có tia lửa nào trên tàu Vostok 2 lúc đó, mà các nhà phi hành gia nỗ lực hạ thấp nhiệt độ và độ ẩm, làm chậm quá trình tăng áp suất oxy. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tàu Vostok được trang bị hệ thống trở về trái đất tự động nhưng lại bị hỏng, trong khi phải bay vòng quanh trái đất thêm 16 vòng nữa. Phi thuyền đột ngột gặp một trục trặc kỹ thuật, buộc phi hành đoàn phải ngắt hệ thống lái tự động. Nhóm phi hành gia phải tự khởi động hệ thống thủ công bằng tay, điều chưa ai từng làm, và khiến họ rất khó kiểm soát điểm tiếp đất. Họ quyết định thử hạ cánh xuống Taiga, một vùng rừng rộng lớn hoang vắng ở miền Bắc nước Nga. Con tàu chật chội đến nỗi sau khi khởi động quá trình trở về trái đất, hai phi hành gia phải mất đến 46 giây để quay lại ghế ngồi và khôi phục trọng tâm của tàu. 46 giây chậm trễ này làm thay đổi đường đi và khiến con tàu hạ cánh lệch 386 km so với dự định. Khi Vostok 2 bắt đầu phóng trở về, khoang thiết bị không tách ra khiến con tàu lộn nhào cho đến khi dây nối giữa khoang đổ bộ và khoang thiết bị bốc cháy. Cuối cùng thì họ cũng đến được mặt đất, tuy nhiên thì sau khi rời khỏi tàu, hai phi hành gia chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn rằng họ đang ở trong một khu rừng rậm rạp, bao quanh bởi sói và gấu, và trong một cơn bão tuyết, vì điểm hạ cánh lệch khỏi dự định ban đầu 386 km, nơi bộ phận đón tiếp đang chờ. Và trung tâm điều khiển mặt đất cũng không biết phi hành đoàn đang ở đâu. Phi thuyền đáp xuống một khu vực hẻo lánh giữa rừng rậm ở Serbia, mặt đất đóng tuyết dày 1 mét. Các phi hành gia phải qua đêm trong rừng với nhiệt độ âm 25 độ C, trong khi đợi trung tâm định vị được tín hiệu vô tuyến khẩn cấp truyền đi. May mắn thì cuối cùng cũng mỉm cười với họ khi một chiếc trực thăng đã phát hiện ra phi thuyền lúc 13 giờ, tức sau khi hạ cánh 4 tiếng. Nhưng chuỗi những sự nguy hiểm vẫn chưa dừng lại tại đó. Khu rừng rậm rạp đến mức trực thăng phải hạ cánh cách nhóm phi hành gia tới 9 km. Nhân viên cứu hộ phải trực tuyết đến chỗ con tàu, mang theo quần áo ấm, thức ăn và máy quay. Về sau, Leonov chia sẻ bộ đồ phi hành gia của mình lúc đó đẫm mồ hôi và ông sụt đến 6kg sau chuyến bay. Các phi hành gia vừa vắt khô quần áo, vừa canh chừng chó sói đến trong lúc chờ nhóm cứu hộ đến. Dù cả thế giới tung hô về thành công của chuyến đi, chuỗi sự cố có thể đã biến sứ mệnh này thành thảm kịch. Đây cũng là lý do Liên Xô quyết định hủy bỏ chương trình. Chuyến đi bộ ngoài không gian nổi tiếng của Leonov cũng chấm dứt thời kỳ Liên Xô dẫn đầu cuộc đua vũ trụ, theo The Times. Và chỉ 2 tháng sau, ngày 3 tháng 6 năm 1965, phi hành gia người Mỹ Edward White đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Mỹ. 3 năm sau, vào tháng 12 năm 1968, Apollo 8 ra đời. Đây là sứ mệnh không gian có người lái đầu tiên quay quanh mặt trăng từ cơ sở phóng khổng lồ của NASA trên đảo Merrit gần Cape Canaveral, FLA. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Apollo 11 do các phi hành gia Neil Armstrong, Edwin Booth Aldrin và Michael Collins điều khiển đã hạ cánh thành công lên mặt trăng. Nhà du hành Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đi bộ trên bề mặt mặt trăng và nổi tiếng với khoảnh khắc ấy cùng câu nói bất hủ: "Đây là bước đi ngắn của một người, nhưng là bước nhảy vọt của cả nhân loại." Nhưng trước khi loài người có thể nhảy vọt như thế, trước tiên chúng ta phải học cách đi bộ ngoài không gian. Và đó là thành công từ sứ mệnh đầy gian nan của Vostok 2 và Leonov. Và đến đây thì chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.